truyền thông Indonesia nhận xét bất ngờ về U23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á. Hãng truyền thông CNN Indonesia đánh giá U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt và sáng cửa bảo vệ ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Chỉ còn ít ngày nữa là giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Thái Lan. Trước ngày giải đấu bắt đầu, hãng truyền thông CNN Indonesia đã có những phân tích về tình hình chuẩn bị và sức mạnh của các ứng viên vô địch. Đáng chú ý, trong bài viết, cây bút người Indonesia cho rằng U23 Việt Nam là đội có sự chuẩn bị tốt nhất và sáng cửa bảo vệ ngôi vô địch. U23 Việt Nam là đội bóng đang có sự chuẩn bị tốt nhất trước ngày U23 Đông Nam Á 2023 khởi tranh. Họ đã hội quân tập luyện từ giữa tháng 7. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người được cử đi dẫn dắt U23 Việt Nam. Đội hình ông ấy đem đến giải đấu lần này có chất lượng chẳng kém gì đội U23 do huấn luyện viên Chu Si dẫn dắt để dự vòng loại U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam khá giống với Thái Lan khi có thời gian tổ chức huấn luyện rất dài. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn có thể chọn tất cả những cầu thủ tốt nhất khi được các câu lạc bộ hỗ trợ nhiệt tình. Họ chính là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở giải năm nay, hãng truyền thông CNN Indonesia nhận xét. Tại U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ gọi đội hình gồm nhiều cầu thủ thuộc lứa U19, U20 và một số cái tên ở U23 lên hội quân. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa có đủ quân số để tập luyện. Các cầu thủ dự kiến sẽ trở lại hội quân đầy đủ khi hoàn thành nhiệm vụ trong màu áo câu lạc bộ. Trong khi đó, đánh giá về sự chuẩn bị của đội nhà, hãng truyền thông CNN Indonesia viết, không giống như U23 Việt Nam, U23 Indonesia hội quân rất muộn. Huấn luyện viên Shin Tae-yong triệu tập tổng cộng 23 cầu thủ nhưng không phải ai cũng có thể hội quân ngay lập tức. Một số câu lạc bộ như PSM Makassar và Persija vẫn đang giữ cầu thủ của họ. Hai cầu thủ Anfenda Diwanga và Adi Satrio cũng không có mặt. Tại giải đấu lần này, U23 Indonesia nằm ở bảng B với Malaysia và Đông Timor. Trong khi đó, U23 Việt Nam chạm trán Philippines và Lào tại bảng C, còn Thái Lan ở bảng A với Campuchia, Brunei cùng Myanmar. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.